Ok, xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài học đầu tiên trong chuỗi bài học 96 ngày phản xạ siêu tốc. Và bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài có tên gọi là Tell Me The Truth. Hãy nói cho em biết sự thật. Và với ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ nghe hiểu và sau đó thì chúng ta sẽ nạp từ vựng cũng như là cấu trúc mà chúng ta khai thác từ trong bài. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên, đó là nghe hiểu. Ở phần đầu tiên này, Hannah sẽ đọc câu chuyện này lên và nhiệm vụ của bạn đó là điền những từ còn thiếu vào chỗ trống. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Mina was angry. She was angry at her husband. He lied to her. He lied many times. She was tired of his lies. She said, enough was enough. She took off her ring. She dropped it into the toilet. She flushed the toilet. She got into her car. She got on the freeway. She drove the car fast. She was crying. She was very sad. She drove the car faster. She passed many cars. The speed limit was 60 miles per hour. She was going 80 miles per hour. A cop saw her. The cop chased her. The cop turned on his red light. He turned on his siren. Mina heard the cop car. She saw the flashing light. She drove faster. Now she was going 90 miles per hour. The cop drove faster. It started to rain. Mina didn't slow down. She lost control. The car rolled over. It rolled over and over. She died before it came to a stop. Ok, rồi. Và các bạn đã có đáp án chưa nào? Nếu như chưa có đáp án thì hãy quay trở lại, nghe lại một lần nữa. Chúng ta hãy hoàn thành đáp án và sau đó thì mới được check đáp án nha. Ok, nào quay trở lại nào. Hannah tin chắc là các bạn vẫn chưa có đủ đáp án đâu. Hãy quay trở lại video này. Dừng lại video này. Alright, rồi và nếu các bạn đã có đủ đáp án rồi thì bây giờ là lúc chúng ta cần phải check đáp án. Ok, xem kỹ năng nghe của bạn như thế nào nhá. Rồi và đây là đáp án của chúng ta. Hannah sẽ đọc lại và các bạn sẽ theo dõi đáp án. Chỗ nào mà thấy khó quá thì Hannah sẽ phân tích, ok? Mina was angry. She was angry at her husband. Husband, nhớ không nào? Không đọc là husband nha. Husband. He lied to her. He lied many times. She was tired of his lies. She said, enough was enough. She took off her ring. She dropped it into the toilet. She flushed the toilet. She got into her car. She got on the freeway. She drove the car fast. She was crying. She was very sad. She drove the car faster. She passed many cars. The speed limit was 60 miles per hour. She was going 80 miles per hour. A cop saw her. The cop chased her. The cop turned on his red light. He turned on his siren. Mina heard the cop car. She saw the flashing light. She drove faster. Now she was going 90 miles per hour. The cop drove faster. It started to rain. Mina didn't slow down. She lost control. The car rolled over and over. She died before it came to a stop. Ok, có từ chased. 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 Chased her. Thì chúng ta nhớ là chased.
chased, ok. Rồi, và các bạn có đúng hết cả 10 từ trên không nào? Nếu các bạn đúng hết, very good. Nếu như không đúng hết thì hãy nghe lại nha. Rồi, và bây giờ là đến phần chúng ta sẽ nạp cho chúng ta từ mới và cấu trúc. Chúng ta sẽ xem là trong bài này có những từ mới nào nha. Rồi, chúng ta có angry. Các bạn nhớ đọc theo Hana nhé. Angry là giận dữ, tức giận. Đây là tính từ đúng không nào? Ví dụ như am angry. À, tôi rất là tức giận đấy. Don't be angry with me. Đừng tức giận với anh. Angry. Angry. Tiếp, chúng ta có cấu trúc to be angry with hay là to be angry at somebody hay something. Đó là tức giận với ai hay tức giận với cái gì. Ok, to be angry with somebody, tức giận với ai. Ví dụ như là trong bài của chúng ta là she is angry at her husband. Đúng không nào? Cô ấy tức giận với chồng của cô ấy. Rồi, tiếp. Husband. Chúng ta chú ý âm z ở giữa nhé. Husband. Husband là chồng. Vợ là gì nào? Wife. Wife. Lie to somebody. Chúng ta có từ lie là nói dối. Nói dối ai thì sẽ là lie to somebody. Lie to somebody. He lied her many times. À, anh ta đã nói dối cô ấy rất nhiều lần. Lied to somebody. To be tired of somebody hay là something. Đó là chúng ta cảm thấy mệt mỏi với cái gì rồi. I'm so tired of my homework. Tôi đã quá mệt mỏi với lại bài tập của tôi rồi. Too much homework, có quá nhiều bài tập. I'm so tired of it. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tiếp theo, enough is enough. Chúng ta đọc nối âm nhé. Enough is enough. Đó là đã quá đủ rồi. Tức là ai đó không thể chịu đựng được một cái gì đó nữa rồi. Thì chúng ta nói enough is enough. Rồi, đủ rồi đấy. Take off something. Hay take something off. Đó là tháo cái gì đó ra. Ví dụ như trong bài chúng ta có take off her ring, đúng không nào? Tháo nhẫn. Hoặc chúng ta cũng có thể nói là take your coat off. Tức là hãy cởi áo khoác của mình ra. Take something off. Đúng không nào? Và tiếp theo, drop. Đó là thả hay bỏ cái gì đó đi. Thả, ok. Drop something là thả cái gì đó rơi xuống. Ok. I dropped my mouse. Ok. Thả con chuột cho nó rơi xuống. Drop something. Tiếp theo là flush. Flush. Flush là xả nước. Ví dụ chúng ta vẫn nói là flush the toilet, xả nước bồn cầu. Ok, flush. Flush water, xả nước đi. Flush. Ok. Nào, chúng ta sẽ cùng học bằng hành động một xíu nhé, để cho chúng ta nhớ bài tốt hơn, được không nào? Angry. Ok. Rồi, husband thì dễ rồi này. Lie là nói dối. Nào, lie. Nói dối thì cái mũi của chúng ta nó sẽ dài ra, đúng không nào? Lie to somebody. Nói dối ai đó. Lie to somebody. Ok. Tiếp. Tired of somebody or something. Tired. I'm tired of my homework. Tired. Ok. Tiếp theo là take off. Nào, chúng ta làm nào. Take off. Tháo đi. Bỏ ra. Take off. Đây là gì? Còn đây là gì? Và đây là gì nào? Đây là gì? Đúng rồi. Và đây là gì nào? Flush. Xả. Flush. Và tiếp theo là drop.
drop, thả, ok, thả ra, drop something, ok. Rồi tiếp theo là freeway. Freeway là gì nào? Là đường cao tốc hoặc là xa lộ, đúng không nào? Freeway, 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 freeway. Rồi, học lại một lần nữa trước khi chúng ta sẽ sang các từ tiếp theo nhé. Ok, rất là tốt. Rồi từ gì nữa? Và ok, rồi chúng ta còn một cụm từ nữa, đó là enough. Is enough. Đủ rồi đó. Enough is enough. Nào, chỉ vào một ai đó. Enough is enough. Đủ rồi. Enough is enough. Ok, rồi như vậy chúng ta đã học xong các từ này rồi, đúng không nào? Sang slide tiếp theo, chúng ta sẽ còn nhiều từ nữa đang đón chờ chúng ta. Rồi, tiếp theo đó là pass, là vượt qua. Pass, pass, động từ vượt qua. Nào chúng ta cùng làm nhé. Pass, nào vượt qua. Một cái gì đó đang đi và chúng ta vượt qua nó. Nào, pass, pass, pass. Ok, rất là tốt. Tiếp theo là speed limit. Speed limit, đó là giới hạn tốc độ. Chúng ta tưởng tượng như đây là cái đồng hồ của xe máy, và đây là kim, đúng nào, giới hạn tốc độ. Ok, nào chúng ta làm nhé. Speed limit. Speed limit. Speed limit. Ok, rồi rất là tốt. Speed limit. Tiếp, đó là miles per hour, tức là số dặm trên mỗi một giờ. Miles per hour. Miles là dặm, đúng nào? Per là mỗi, hour là giờ. Ví dụ chúng ta nói là 30 phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ nói là 30 minutes per day. Per mỗi ngày, day. 30 minutes per day. Ok. Rồi tiếp, từ tiếp theo đó là cop, là cảnh sát. Nào chúng ta làm cop. 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 Very good. Tiếp theo đó là chase. 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 Chase là gì nào? Chase là đuổi, rượt đuổi theo. Chase. À, chúng ta rượt đuổi theo. Nào, chase. 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 Ok. Rồi, lại một vài từ vừa rồi chúng ta mới học trước khi chúng ta sang các từ tiếp theo nhé. Nào. Right. Pass. Pass. Next, speed limit. Okay, speed limit. Okay, cop, đúng không nào? Và chase, chase. Xem còn nhớ không nào? Right, angry. Right, drop. Take off. Okay. Flash. Freeway, good job. Right, enough is enough. Và chase, chase. Pass. Speed limit, very good. Next, turn something on. Tức là chúng ta bật cái gì đó lên. Ví dụ chúng ta nói là oh, turn the lights on, it's so dark here. Ôi, ở đây tối quá, hãy bật đèn lên đi. Turn on. Ok, nào chúng ta làm nhé. Bật đèn, bật lên này. Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Chúng ta nối âm. Turn on. Turn on. Ok, turn something on là bật cái gì đó lên. Ok. Và tiếp theo đó là siren. Siren là còi báo động, đúng nào? Zzz, còi báo động. Còi, ok. À, chúng ta có thể làm còi báo động như thế nào ta? Tuyết tuyết, còi, đúng nào? Siren. 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 Chúng ta thổi còi ấy, thổi còi tuyết 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 tuyết. Siren, ok. Tiếp,
flashing light là đèn chiếu sáng hoặc đèn nhấp nháy. Flashing light, flashing light, flashing light, flashing light, flashing light. Okay, now siren, flashing light, siren, flashing light. Okay, và tiếp, slow down là đi chậm lại. Rồi, slow down. Okay, lại nhá. Slow down, slow down, slow down, đi chậm lại. Tiếp theo đó là lose control, là mất kiểm soát. Lose control, mất kiểm soát. Rồi, chúng ta mất kiểm soát rồi. Lose control, lose control. Chiếc tay này đang cố gắng kiểm soát chiếc tay này, đúng nào? Thế nên chúng ta mất kiểm soát. Lose control, lose control. Tiếp theo đó là roll over, là cuộn tròn. Ok, roll over, cuộn tròn, roll over, roll over, roll over. Chiếc xe lăn tròn đi, người cuộn tròn trên đường. Roll over, roll over. Ok, come to a stop, come to a stop. À, bắt đầu dừng. Come to a stop, come to a stop. Ok, chúng ta học lại nha. Nào, lose control, đúng rồi. Speed limit, drop, gì nữa? Take off. Ok, Hannah sẽ không nói nữa, các bạn sẽ tự làm nha. Đúng rồi. Flash, flash. Roll over. Slow down, slow down. Turn on. Và ok, very good. Rồi. Nào, như vậy, đó là các từ mới và cấu trúc mà chúng ta học trong bài ngày hôm nay. Và hãy học thuộc cấu trúc từ mới. Và nếu như bạn vẫn chưa nghe được rõ cái phần đầu tiên của chúng ta thì hãy play lại và chúng ta sẽ nghe lại, nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại. Được không nào? Ok, don't forget to do your homework. Remember to learn new words and structures. And I'll see you in the next video. Đừng có quên học từ mới và cấu trúc nha. Hãy đặt câu với lại các cấu trúc và từ mới này nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Ta-da!